Thì đây chính là những cái hũ sữa chua mà mình tự làm ở nhà. Đây là cái sữa chua hoa đậu bếp rất là mịn luôn các bạn. Các bạn thấy cái bề mặt của nó không? Mịn nè, ngon ghê không? Cái sữa chua hoa đậu bếp thì ăn nó chua chua, ngọt ngọt và nó thơm thoang thoảng thôi. Cái mùi hoa đậu bếp, cái hoa đậu bếp là cái hoa mà xanh xanh mà người ta hay làm xôi đó các bạn, làm những cái màu xôi. Còn cái này là sữa chua nếp và cẩm nè. Đó các bạn ha, sữa chua nếp cẩm. Nếp than, nếp cẩm gì thì nó cũng giống gần giống như nhau. Nó có đều có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Đó thì gồm có là hoa đậu bếp, trà xanh, rồi sầu riêng. À sầu riêng đó. Để lấy một cái hũ sầu riêng cho các bạn xem chứ. Đây, đây là sầu riêng các bạn, nó cũng mịn rất, nó cũng rất là mịn luôn nè. Các bạn thấy không? Đó, và cũng đặt lại, nó thơm phức cái mùi sầu riêng gì đó. Rất là thơm luôn. Nha, thì gồm có 4 loại là nếp than nếp cẩm nè. Nếp than nếp cẩm là một nha. Rồi hoa đậu bếp, trà xanh và sầu riêng. Và sắp tới thì có thể nếu như mà được các bạn ủng hộ nhiều thì có thể là Cường Cúc Kết sẽ làm thêm nhiều cái loại sữa chua khác ngon hơn. Tại vì cái sữa chua ngoài cái việc mình ăn để giải khát ra thì nó còn nhiều công dụng lắm. Ví dụ như là làm đẹp nè. Thì Cường Cúc cũng muốn làm những cái loại sản phẩm, những cái loại đồ ăn sữa chua như thế này. Nhưng mà nó có công dụng là làm đẹp ha. Rất là tốt cho sức khỏe. Thì về cái giá của cái từng loại sữa chua này thì Cường Cúc sẽ cập nhật trong cái Facebook nè hoặc là trên kênh YouTube Cường Cúc. Các bạn thể theo dõi nha. Mình dự định là qua lễ là mình sẽ làm nha, nên là các bạn mình để lại số điện thoại và cái địa chỉ luôn. Các bạn có thể tới trực tiếp các bạn mua. Và trước khi tới thì giả sử như các bạn mua lẻ thì các bạn cũng có thể gọi trước cũng được. Còn giả sử như mà các bạn mua nhiều hơn, ví dụ như các bạn mua 10 hoặc là 20 hũ thì các bạn phải gọi trước để cho mình chuẩn bị trước một ngày nha. Tại vì cái này làm thì không có làm có liền được, phải để ủ khoảng 6 tiếng 8 tiếng lận nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là một cái video mà Cường Cúc muốn chia sẻ, muốn tâm sự với các bạn về cái dự định sắp tới của mình. Cường Cúc cũng không biết là sắp tới sẽ như thế nào, tương lai làm sao các bạn ủng hộ những cái sản phẩm này của Cường Cúc hay không. Tại vì Cường Cúc ở Bình Dương thì nói chung nó cũng hơi chắc là cái đối tượng trên kênh Cường Cúc cũng ít, đúng không? Chủ yếu là các bạn ở Hà Nội nè và Sài Gòn là nhiều. Nên là Cường Cúc cũng không biết là tương lai ra như thế nào. Nhưng mà ok, thì đó là cái dự định mà Cường Cúc muốn thông báo với các bạn nha. Nên nếu bạn nào ủng hộ thì hãy ghé địa chỉ của Cường Cúc để trong phần mô tả để mua sữa chua ủng hộ cho Cường Cúc nha. Chào các bạn nha. Cái video ngày hôm nay thì mình cũng có một cái điều mình muốn nói với các bạn. Dự định sắp tới có thể là qua lễ 30/4, 1/5 này nè, mình sẽ bán sữa chua. Tại vì trong suốt thời gian cả 2 năm trời mình làm về YouTube nè, mình đăng những cái video về món ăn lên cho các bạn xem á, nhưng mà thực ra cái thu nhập từ YouTube nó quá ít các bạn. Nó quá ít so với lại cái số tiền mình phải bỏ ra, rồi cái công sức mình phải bỏ ra, mình quay phim, mình dựng phim ha. Thì mình quyết định là mình sẽ mình cũng không biết là các bạn có ủng hộ cái quyết định này của mình hay không. Nhưng mà mình đã quyết định rồi. Đó là mình sẽ bán sữa chua. Và hiện tại thì chắc là mình sẽ bán tại nhà thôi. Nên là bạn nào mà mình thì đang ở Bình Dương mình đang ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, phường An Thạnh, thị xã Thuận An. Nên là nếu bạn nào mà gần thì có thể là tới và mua ủng hộ mình. Nếu như mà cảm thấy thích và ăn ngon thì quay lại ủng hộ mình tiếp. Về cái sữa chua thì bước ban đầu mình cũng bán khoảng 2-3 loại sữa chua gì đó. Rồi khi nào mà mình thấy là các bạn hưởng ứng, các bạn ủng hộ quyết định này nè, quyết định bán sữa chua của mình á, thì mình sẽ nghiên cứu rồi mình tìm hiểu, mình làm thêm nhiều cái loại sữa chua ngon. Nhất là những cái loại sữa chua mà nó có công dụng làm đẹp hoặc là giải nhiệt nè, ha các bạn ha. Với phụ nữ đó, mình ăn sữa chua nó không chỉ là mình hỗ trợ cho cái hệ tiêu hóa của mình mà nó còn làm đẹp da nữa. Nhưng mà cái đó là để sau đi. Nhưng mà bước ban đầu thì chắc là mình chỉ sẽ bán khoảng 2 đến 4 loại sữa chua thôi. Những loại sữa chua mà mình bán có thể là sầu riêng. Như các bạn thấy nè, sữa chua sầu riêng ha. Nó thơm và nó béo, cái vị đặc trưng của sầu riêng. Cái món này mình nghĩ chắc cũng sẽ có nhiều người thích. Và thứ hai nữa là bột trà xanh. Đây là bột trà xanh nè. Bột trà xanh này thì mình mua là trong siêu thị đó các bạn. Nó cũng tương đối nó mắc. Nhưng mà mình lại an tâm về cái nguồn gốc xuất xứ ha. Cái sầu riêng này mình cũng tới vựa mình mua chứ không phải là mình mua hàng trôi nổi đâu. Ở Bình Dương có nhiều cái vựa lấy thiêu các bạn, nhiều vựa lớn lắm, mình tới tận nơi mình mua luôn á ha. Cho người ta bóc ra trong cái trái còn nguyên trái gì đó, mình tới mình mua thì người ta bóc ra, người ta tách ra, mình mua bao nhiêu thì người ta bán bấy nhiêu
đó là về cái sầu riêng. Cái thứ ba có thể là sữa chua nếp cẩm hoặc là sữa chua nếp than. Thì nếp cẩm và nếp than nó là hai cái loại nếp rất là nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là nó có công dụng làm đẹp nha, và có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe lắm. Đó thì là cái thứ ba là sữa chua nếp than hoặc là sữa chua nếp cẩm. Rồi cái thứ tư có thể là sữa chua hoa đậu biếc nè, đây là hoa đậu biếc nè. Thì cái hoa đậu biếc á, nó có cái mùi thơm thoang thoảng thôi, rất là dễ chịu, và thứ hai nữa là nó có cái màu đẹp. Về cái sữa để chọn thì mình chọn là sữa Vinamilk. Thì sữa Vinamilk và sữa TH thì nó cũng gần như nhau thôi à, nên chọn sữa nào cũng được ha. Nhưng mình thì mình chọn sữa Vinamilk. Rồi về sữa đặc thì mình chọn là sữa ông thọ đỏ như thế này. Cái sữa ông thọ đỏ này nè, thường cái hàm lượng protein của nó các bạn, nó cao hơn những cái loại sữa khác và nó ngon hơn, nên là mình chọn cái loại sữa ông thọ đỏ này. Nói chung thì về giá thì nó cũng mắc hơn những cái loại sữa khác, sữa đặc á, sữa ông thọ đỏ. Còn hũ cái thì mình chọn của TH ha. Đó thì đây chính là bốn cái sữa chua mà mình dự định mình sẽ bán trong thời gian sắp tới, bán ở nhà. Về cái giá đó, thì mình cũng chưa biết là bán bao nhiêu, tại vì hồi trước giờ mình cũng không có kinh nghiệm mình buôn bán nữa các bạn. Về cái giá cả của những cái loại sữa chua này, có thể là mình sẽ cập nhật trên, thứ nhất là trên Facebook. Thì Facebook của mình có một cái Facebook duy nhất thôi nha các bạn, đó là cái Cười Khúc Khích đó. Các bạn lên Facebook các bạn gõ cái tên Cười Khúc Khích mà các bạn thấy cái logo là cái chữ CKK đó, mình viết tắt đó. Đó thì là cái đó là cái Facebook của mình. Thì có thể là mình sẽ cập nhật cái phần giá, giá cả rồi những cái loại sữa chua mình bán ở trên đó. Thứ hai nữa là trên cái YouTube cũng là Cười Khúc Khích luôn. Thì mình chỉ có một cái kênh YouTube đó và một cái Facebook đó thôi. Mình sẽ cập nhật sản phẩm nè, rồi cái giá cập nhật ở trên đó. Bạn nào mà quan tâm á, thì có thể bấm vào và xem nha. Bạn nào mà không muốn mua thì có thể cũng có thể kết bạn với mình cũng được. Mình rất là vui khi mà được kết bạn với nhiều người, chia sẻ với các bạn cái cách làm sữa chua hay là những cái món ăn ngon. Và trước tiên á, thì chắc là mình chỉ bán tại nhà thôi. Mình đang ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Thủ Dầu Một. Nên là nếu như bạn nào ở gần cái khu vực này á, thì có thể ghé nhà và mua ủng hộ mình. Mình rất là vui. Còn những bạn ở xa hơn á, thì chắc là mình sẽ tính toán lại để coi đi giao hàng như thế nào. Tại vì cái sữa chua này nè, vận chuyển nó cũng hơi khó một cái chỗ. Nếu mà các bạn làm sữa chua đá đó, sữa chua bịch đó, thì chỉ việc đông đá thôi rồi các bạn vận chuyển đi. Trong quá trình vận chuyển nó có dằn, nó có sốc hay nó có như thế nào đó thì nó cũng không sao. Nhưng mà cái sữa chua mà làm từ những cái loại này nè, ví dụ như nếp cẩm hay là sầu riêng đó các bạn, thì nhiều khi trong quá trình vận chuyển có thể là nó sẽ bị đổ, bị bể hay gì đó. Nên thì mình cũng chưa biết là những bạn ở xa thì mình sẽ vận chuyển như thế nào. Có thể là đóng trong một cái thùng giấy hay là sao đó, thì nói chung cái đó là mình tính sau đi. Nhưng mà trước tiên thì chắc là mình chỉ bán ở nhà thôi nha. Nên là bạn nào mà muốn mua thì có thể ghé nhà ủng hộ mình. Mình sẽ để cái địa chỉ, để địa chỉ trong cái phần mô tả của video nè, rồi trên Facebook luôn. Nói thì với những cái nguyên liệu mình mua nó như thế này thì các bạn thấy nè, thì nó cấu thành lên cái giá nó cũng cao. Ví dụ như nếp than nó mắc các bạn, rồi hoa đậu biếc nè, rồi sầu riêng thì đương nhiên là mắc thì các bạn biết rồi. Rồi sữa đặc, sữa tươi nè, mình dùng toàn là những cái nó chất lượng không à. Nên cái giá mình cũng chưa biết là mình tính như thế nào. Tại vì giá mà cao quá thì chắc là không ai mua, mà giá mà thấp quá thì mình bán là lỗ. Bán là phải có lời chút để mình duy trì cái công việc kinh doanh của mình nữa, đúng không các bạn? Nên là nếu mà bạn nào muốn đặt hàng mà giao thì có thể đặt cái số lượng lớn lớn một chút nha. Mình sẽ giao. Chỉ còn ví dụ như các bạn mua có 1-2 hũ sữa chua mà bắt mình đi giao thì cũng tội cho mình quá ha. Thì hôm nay nói chung là mình sẽ không có chia sẻ chi tiết cái cách làm những cái loại sữa chua này, mà mình sẽ đi nhanh thôi. Tại vì mình muốn giới thiệu cho các bạn cái cách mình làm sữa chua ở nhà như thế nào nha. Rồi để các bạn biết là cái chất lượng nó ra làm sao. Đây, sầu riêng thì bây giờ mình bóc thịt ra. Cái sầu riêng này phải nấu chín các bạn. Nấu chín thì mình làm sữa chua mới được. Sầu riêng này mình mua tại vườn á, nó ngon mà thơm cực kỳ luôn. Không có sợ người ta ngâm hóa chất hay gì hết. Để hôm nào mình chở các bạn, mình sẽ đi quay ha. Đi quay cái công đoạn mình mua cái sầu riêng này. Ở Lấy Thiêu là thủ phủ sầu riêng mà. Cái sầu riêng mà mình mua sầu riêng thịt đó là nó khoảng 400 ngàn một ký. Còn sầu riêng mà nếu mà mua trái thì nó khoảng là 100 mấy, 200. Sầu riêng ngon nha các bạn. Còn sầu riêng mà dẫm dẫm thì nó khoảng mấy chục cũng có. Sầu riêng mà các bạn mua càng ngon thì nó sẽ càng béo, nó càng thơm. Còn mình mua sầu riêng mà dẫm dẫm thì nó ít béo hơn, ít thơm hơn. Thì mình sẽ pha thêm những cái loại bột bột béo, rồi bột sầu riêng nữa. Nhưng mà mình thì mình chỉ dùng sầu riêng thôi, cho nó thơm, nó béo. Cho vào đây một chút xíu nước, rồi nấu cho nó chín cái sầu riêng nha. Phải nấu chín, ví dụ như trái cây mà để làm sầu riêng phải nấu chín. Còn các bạn nấu không chín là nó bị hư
ha, mình ủ trong thời gian ủ nó bị hư, phải nấu cho nó chín. Đây, sau khi mà nấu xong rồi thì cho nó qua đây. Qua đây để mình lọc lấy cái phần nước sầu riêng đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây là một bịch sữa tươi. Rồi, cho sữa đặc vào. Đó, thì sữa chua sầu riêng thì có là sầu riêng, sữa tươi, sữa đặc, rồi hũ cái thôi ha. Nguyên liệu này nó chỉ có bao nhiêu đó. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cho cái sữa này nó sôi sủi sủi lên trở lại các bạn, để cho nó chín cái phần sữa đặc nè, rồi mới cho cái hũ cái vào được. Tại vì sữa chua mà các bạn để cho nó nguội, mình cho cái hũ cái vào là nó không chua, nó lỏng lét à. Đó, bắt lên bếp cho nó nóng nóng lên trở lại. Rồi bây giờ mình cho hũ cái vào, cho khoảng 50g thôi, 50g là đủ. Nửa hũ á các bạn, một cái hũ sữa chua nó là 100g á, thì mình cho nó khoảng 50g thôi nha, là đủ rồi. Quẩy cho cái men này nó tan ra hết, rồi cho vào hũ thôi. Nha, về cái nếp cẩm hoặc là nếp than nè, sau khi mà nấu chín rồi thì các bạn vớt cái lá dứa này các bạn bỏ đi, chủ yếu mình nấu để cho nó mùi thơm á các bạn. Chứ có cái này nó mới thơm. Rồi bây giờ mình cho vào đây cái phần đường. Đường chủ yếu để mình tạo cho cái vị ngọt cho cái nếp cẩm này nha. Nấu chín rồi mới cho đường nha các bạn. Các bạn ban đầu nấu đừng cho đường nó bị khét. Và cái thứ hai nữa là nó dễ bị sượng lắm. Nha, bây giờ mình trộn đều lên để cho cái nếp cẩm của mình nó có cái vị ngọt ngọt. Nếp cẩm ngọt ngọt nè, dẻo nè, ăn kèm theo cái sữa chua, chua chua nữa. Món này ngon cực kỳ luôn. Về cái hũ đựng sữa chua thì các bạn muốn làm dễ thành công thì các bạn phải trụn nha. Trụn thì cho nó sạch cái hũ các bạn, nó sạch nó lại nó chín thì mình ủ sữa chua nó mới dễ thành công. Chứ còn mà mình để cái hũ nó bị dơ là mình ủ nó dễ thất bại lắm. Hũ này nó lùn nhưng mà thể tích nó nhiều các bạn, nó tới 120 lần á. Còn cái hũ mà thủy tinh nhìn thấy nó cao vậy thôi nhưng mà thực ra nó có 100 mà. Và đương nhiên là không thể nào thiếu được những miếng sầu riêng nè. Ăn cái miếng sầu riêng nó sẽ dai dai rất là ngon lẫn trong cái sữa chua. Rồi bây giờ với cái nếp than thì mình sẽ cho nếp than vào trong cái hũ thủy tinh trước. Thông thường cái nếp than với lại nếp cẩm các bạn nó sẽ mắc hơn là cái nếp thái. Tại vì cái nếp than, nếp cẩm nó có nhiều chất dinh dưỡng lắm. Nhất là phụ nữ đang mang thai rồi, người ta cần bổ sung chất dinh dưỡng thì cũng khuyến cáo là ăn nếp cẩm, nếp than. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái sữa chua vào. Đó, đặt vào cái thùng xốp như vậy để mình ủ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại và mình ủ. Mình ủ khoảng 6 tiếng ha các bạn ha. Ủ khoảng 6 tiếng là nó sẽ đặc lại thành sữa chua. Rồi cái hoa đậu biếc mà sau khi mà các bạn nấu với lại nước cho nó ra màu á, bây giờ mình chắc nó qua cái rây để mình lấy cái phần nước thôi. Hoa đậu biếc thì thực ra cũng ăn được đó các bạn, nhưng mà không ai ăn hết, tại vì nó không có vị gì trong đó hết. Nên đừng ăn, khỏi ăn ha. Chủ yếu mình nấu cái nước để mình lấy cái màu á cho nó đẹp. Rồi mình sẽ cho vào đây là sữa đặc nè. Sữa đặc rồi sữa tươi. Thường khi mà cho sữa đặc vào phải khuấy nha các bạn. Tại vì khi các bạn phải khuấy thì cái sữa nó mới nguội. Nguội thì mình cho sữa tươi vào nó đỡ bị tách nước hơn. Chứ còn nhiều khi mình nấu sôi quá đó, rồi các bạn cho cái sữa tươi này vào nó cũng bị tách nước nữa. Rồi một bịch sữa tươi. Khuấy cái sữa tươi này cho nó tan xong rồi mình cho cái hũ cái vào. Mình cũng cho 1/2 hũ thôi, khoảng 50g thôi. Khuấy cho cái sữa chua nó tan ra xong thì mình sẽ cho nó vào trong những cái hũ luôn. Mình cũng ủ. Ủ thì mình ủ với nước ấm hoặc là đem phơi nắng cũng được. Đó, mình cũng chế vào trong những cái hũ luôn nha. Thì hũ thì các bạn nhớ trụng đi nha, trụng nước sôi á cho nó sạch. Cái bột trà xanh này nè các bạn, giá thì nó mắc. Mình không nhớ, hình như là 50g á các bạn, là 100 mấy ngàn á. Thì các bạn phải mua ở những chỗ nào mà nó tương đối uy tín một chút xíu. Chứ bột trà xanh mà các bạn mua hàng trôi nổi bên ngoài nó ăn nó nguy hiểm lắm á. Rồi khuấy cho cái sữa đặc nó tan ha, thì phải nấu cho cái nước trà xanh nó sôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho vào đây là một bịch sữa tươi nha. Thì qua cái video này là mình chỉ muốn cho các bạn biết là cái quy trình mình làm ở nhà như thế nào, từng cái công đoạn mình làm ra sao, chứ không phải là đây là cái video hướng dẫn các bạn làm ha, nên mình sẽ bỏ qua nhiều cái công đoạn lắm. Rồi cuối cùng là mình cho hũ cái vào. Khuấy cho cái men cái nó tan ra nè. Rồi bây giờ chỉ việc là mình rót vào hũ thôi.
Nha, vậy là xong bốn cái loại sữa chua đó các bạn, bốn cái loại sữa chua mà mình dự định là mình sẽ làm. Sữa chua trà xanh nè, sữa chua hoa đậu biếc, sữa chua sầu riêng và sữa chua nếp than nếp cẩm. Thực ra cái sữa chua nếp than và sữa chua nếp cẩm ăn nó cái vị nó cũng gần giống như nhau rồi các bạn, mà hai cái loại nếp đó thì nó đều là hai cái loại nếp nhiều chất dinh dưỡng hết. Nếu như mà mình ủ bằng cái thùng xốp thì mình khỏi phải lấy cái khăn mình trùm lên cũng được. Còn nếu mà các bạn ủ bằng cái nồi như mình á, nồi inox đó, thì ngoài cái việc đậy nắp thì các bạn lấy cái khăn các bạn trùm lên, để là nhiều khi là nó cái hơi các bạn nó bay đi thì sữa chua cái nước ủ nó bị nguội á, thì mình ủ nó rất là dễ bị chảy nước nha, chảy nhớt á. Ok, bây giờ đậy lại và tiến hành là mình ủ thôi. Ủ sữa chua thì mình ủ khoảng từ 6 đến 8 tiếng nha các bạn.